Đâu chị quay cặp bầu lại coi. Cả nhà ơi, nhìn bầu bên Việt Nam có trái nè các bạn ơi. Thấy ham quá hả? Bầu hồ lô. Ăn đi. Trời ơi, thấy mê ăn quá hả? Ăn bớt đi, hột còn nhiều mà. Ăn đi. Có hai trái rồi còn đâu nữa không chị? Còn có cái kia già rồi. Trái hồ lô nè, để dành, đừng vàng. Trái hồ lô để dành, đừng vàng. Thấy ham không các bạn coi nè. Mê không coi nè. Cặp bầu kia ăn đi. Ăn đi. Cả nhà thấy mê không? Trời ơi, sao bên bển trồng có trái nhiều hơn bên mình ha. Tại vì nước. Tức nước. Thì khi nước nước sông mày nói tao tức nước cây không nước có phèn quá nó vậy hay. Ờ nước nước sông thì nước nó sông. Có trái hả chị? Thấy mê quá hả? Mà cặp nó ăn đi để nó già đó. Ồ mê quá hả? Vậy là bầu này bầu cái ha, nên có trái nhiều phải không? Bầu cái bầu đực gì? Hả? Bầu đực bầu là có trái ít cái gì đó. Bầu cái bầu đực gì? Ai biết đâu, nghe má nói bầu đực là trái ít đó. Không có, tại mình không bông thua. Bông đực bông cái gì đó nghe nói á. Cái bông bông thì ta chịu, cái bầu bầu đực bầu cái gì? Từ từ em đang quay phim đó. Hả? Sao ăn? Trời ơi bông nhiều gì luôn hả? Có hai cái bông gì đó. Tự hai hai cái bông tự mọc luôn đó. Bên này cây nè, cổng bên này cây nè, tự mọc luôn nè. Bông đó, kỳ đó, trồng á, ta xin giống về trồng nó còn cái giống hoài quỷ. Cái gốc nó lên. Đây nè, Sáu ơi, giùm xài. Xài của nhà mình là Sáu. Nào. Xài nhà mình nè. Trời ơi, mê quá mà. Đúng, đúng nè, đúng. Xài đó, xài bự à. Đó các bạn. Ôi, bữa hổm quay thì thấy trái nhỏ xíu phải không, hồi Tết á. Bây giờ trái nó bự quá ha. Trái nhóc luôn vậy, ở trên cục cục là thấy không? Mê quá à, có kìa. Thấy ham quá à. Trời, có người uống sữa nè các bạn ơi, uống quá trời uống luôn. Từ từ quay quay. Từ, từ ơi, từ từ quay cái thằng cái gì? Có nhà mình có chậu nè. Mà trước này không ai có chậu hết trơn, cứ mình lên nhà mình có chậu. Không ăn bầu mà trồng trồng. Cặp bầu đó mà ăn đi. Ăn đi để nó già uổng. Trời ơi con Nga nó tiếp nó cho ăn. Không. Quá trời đẹp. Em để đi. Giống còn ô, nhiều lắm. Một được rồi. Tao gửi giống về còn nhiều dữ lắm. Tư bay ra cho em câu từ từ từ. Em đang nhớ bển quá à. Nè. Trời thấy mê à, quá à. Mình gì nè, đường lộ gì nè. Quay đường lộ cho em coi cái em nhớ đường lộ nè. Nè, đường lộ của mình nè, đường lộ nông thôn. Nó cả nhà ơi, trước cửa nhà má mình đó các bạn. Có miễu là ha, rồi bờ kè ha. Mắc ngữ à, dây này dây đâu gồng. Thấy mê quá à, nhà trồng nhiều thứ, thấy ham quá à. Chị mình quay xung quanh nhà cho các bạn xem đó. Gì gì có là bụi xả nữa hả Tư? Chị đang trồng bầu lên nữa nè, đang ương về bầu giống lên nữa. Nhiều vàng, nhiều hộp lắm đó, lấy khỏi cần. Cặp đó ăn đi. Ờ à, cái đó mới lên hả? Mới ương lên đó. Ừ. À, trồng xả tốt lắm. Ồ, à, thấy ham quá Tư ơi, xả ăn nên thuốc lắm đó Tư. Rồi à, nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Gia đình của mình là vậy đó các bạn, nên mình quay cho các bạn xem cho vui. Bye cả nhà.